Miền đã bị Miên Sang xâm lấn, Bắc Trung Nam như rắn mất đầu. Đầu trâu mặt ngựa lo âu, sao vàng bản đỏ rụng đầu nay mai. Bừng bừng tỉnh giấc đổi thay tất cả, đồng bào ơi hãy khá tin rằng miền Nam quốc Phật thánh thành sẽ mùa hạnh phúc rất gần ở đây. Miền Nam quốc Phật thánh thành đó thì tất cả các vị đang hiện hết đây. Ở trong cái bài này có cái câu là hân hoan tạm biệt chốn trời Tây, tức là lúc đó mình sẽ đi về Việt Nam á. Thế nước hiện cảnh đang nghèo đói, thì giờ mình đang nghèo đang đói nè. Đường đen đêm mang tối ai trùm, biết ai mà chỉ đường dùm. Thất tướng chừng quỷ lộng sang hà. Thất tướng mà quý vị biết ai không, thì tự người nào giỏi chữ nghĩa thì đón đi thất tướng. Đó thì cái bài nói đại khái là có nước Miên á xâm lấn nước Việt, miền Nam bị Miên Sang xâm lấn nè, có câu đó. Rồi là đọc bài kế tiếp nha quý vị.